Tường Linh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Giao hưởng thính phòng của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng người Áo Gustav Mahler là một nhân vật nổi bật của lịch sử âm nhạc thế giới. Ông là người đã đưa âm nhạc giao hưởng lên đến đỉnh cao của thời kỳ hậu lãng mạn và là người có tầm ảnh hưởng rất lớn với rất nhiều nhạc sĩ của thế kỷ 20. Các sáng tác của ông tập trung vào giao hưởng, bao gồm giao hưởng thơ, các bài hát chất chứa rất nhiều sự nồng nàn, dữ dội, giằng xé, cô nút mạnh mẽ và lãng mạn theo khuynh hướng kịch tính. Chất liệu và ý tưởng của Mahler phong phú, tiếng chim hót, tiếng chuông đeo cổ của bò, âm thanh đường phố đều được mô phỏng trong các tác phẩm lớn của ông. Nhấn mạnh quan điểm của Mahler, giao hưởng cần phải được khắc họa và hình thành từ cuộc đời. Bản giao hưởng số 1 được Mahler viết trong thời gian dài, ban đầu được viết gần với phong cách của Schubert dành cho dàn nhạc nhỏ, nhưng khi ông tới Opera Budapest, ông đã khiến nó có quy mô lớn hơn vì có sẵn nhiều nhạc công trong tay. Mahler luôn nuôi ý tưởng ưu ái những bài thơ dân ca chất phác và tiểu thuyết Titan của Jean-Paul cũng là nguồn cảm hứng. Ý tưởng về chương thứ 5 đã được hình thành nhưng rồi bị loại bỏ vì tác giả cảm thấy không hiệu quả. Kính thưa quý vị, bản giao hưởng số 1 Titan của nhà soạn nhạc người Áo kiêm nhạc trưởng Gustav Mahler với sự kết hợp của hai dàn nhạc bao gồm dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự tham gia của hơn 150 người dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji sẽ được gửi tặng quý vị ngay bây giờ. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Thank you.
Thank you.